Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về tàu một say. Theo như số liệu đầu tư về hạ tầng giao thông, tàu điện ngầm rất tốn kém, giá trị đầu tư từ 30 đến 40 triệu đô la Mỹ mỗi km, thời gian triển khai lâu, kỹ thuật cao. Trong khi đó thì tàu điện một say có chi phí đầu tư thấp, triển khai nhanh. Tàu điện một say rất thích hợp với các đô thị lớn, bởi khả năng giải quyết nạn kẹt xe và hạn chế ô nhiễm môi trường tàu điện một dây chiếm diện tích đất chiều ngang khoảng 4,5 mét, trong khi tàu điện hai dây chiếm từ 8 đến 10 mét. Tàu một dây cũng thân thiện với môi trường, khi xây dựng không làm ảnh hưởng tới giao thông trên tuyến. Tàu có thể nối dài đến 8 toa khi cần tăng công suất chuyên trở. Tàu điện một dây chạy bằng nguồn điện một chiều, hoặc động cơ hybrid nên không gây ô nhiễm môi trường. Tàu sử dụng bánh lốp, chạy trên dầm bê tông dự ứng lực nên không gây tiếng ồn nó có vận tốc khoảng 60 đến 90 km h Đường của tuyến giao thông này chỉ có một dây, trên đó có hai tuyến đường song song nhau di chuyển hai chiều. Tàu điện một dây là một tổ hợp các toa hành khách nối liền nhau, hoặc một toa lớn có thể vận chuyển gần 200 người, thời gian giãn cách mỗi đoàn tàu tối thiểu 90 giây, nên năng lực vận chuyển có thể đạt 40.000 lượt người một giờ. Số toa có thể linh hoạt điều chỉnh, phụ thuộc khi muốn tăng hay giảm công suất. Mỗi toa có hai hệ thống bánh nằm ngang, nằm trên và có hệ thống bám ngang, bám dưới nhằm chống rung lắc và không thể lật. Đáng chú ý, loại phương tiện này phù hợp với mọi loại địa hình, việc xây dựng không quá phức tạp, dễ thi công và khi vận hành không ồn và an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, hạn chế của tàu điện một giây là công suất vận chuyển thấp hơn loại hình hai giây. Do vậy, cần nghiên cứu kỹ để có thể ứng dụng trong tương lai khi dân số đô thị tăng nhanh. Và chương trình ngày hôm nay hồ sơ TV nói đến chủ yếu là loại tàu một giây, treo một loại hình độc đáo, không chỉ dành cho ngành vận tải mà còn hướng đến cho ngành du lịch. Tàu một dây treo là một loại hình đường sắt, dạng đường dây đơn trên cao, trong đó phương tiện được treo trên một đường dây cố định, có nghĩa là các đoàn tàu được treo bên dưới đường dây như trên hình video. Nếu bạn thấy video này cung cấp nhiều thông tin và dễ hiểu thì tiếc gì một like, bạn hãy ấn thích và đăng ký kênh Hồ sơ TV. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 một tuyến đường dây đơn treo mới hiện đại đã bắt đầu hoạt động ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Tuyến monorail thương mại đầu tiên của Trung Quốc đã khai trương vào thứ ba tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Tuyến monorail treo hoạt động 12 giờ mỗi ngày, cứ 10 phút lại có một chuyến khởi hành. Tốc độ vận hành tối đa của tàu một ray là 60 km/h. Toàn bộ quá trình vận hành, bao gồm khởi động, vào trạm, mở và đóng cửa, đều hoàn toàn tự động và không cần sự can thiệp của con người. Đoàn tàu một say, còn được gọi là phô tông thung lũng quang học, dường như bị treo ngược vì đường dây được đặt phía trên. Hành khách có thể ngắm nhìn thành phố từ một góc nhìn hoàn toàn khác thông qua sản kính dưới chân. Vậy xin mời quý vị và các bạn cùng kênh Hồ Sơ TV tìm hiểu về lịch sử hình thành tàu một say treo. Về lịch sử hình thành của loại tàu này bắt nguồn từ một sự đột phá ý tưởng. Ngay từ những năm 80 của thế kỷ 19, khi các thị trấn ở thung lũng wapper Elberfeld và Ba Mần trở thành các trung tâm sản xuất lớn thì họ cần một loại phương tiện để vận chuyển qua đáy thung lũng và kỹ sư Eugen Langen được tuyển dụng. Trong những năm này, ông đã nảy ra ý tưởng về một tuyến đường sắt treo. Ngày 8 tháng 2 năm 1887, các ủy viên hội đồng thành phố Elberfeld đã lập ra ủy ban thẩm định dự án đường sắt trên cao. Ngày 15 tháng 3 năm 1887, Mần cũng bầu ra một ủy ban như vậy. Một thời gian sau, hai ủy ban sắp nhập thành một ủy ban chung về đường sắt trên cao. Ngày 28 tháng 12 năm 1894, phê duyệt dự án đường sắt treo, hệ thống La Ngân của kỹ sư Eugen La Ngân và được thông qua cuộc họp của Hội đồng thành phố Ba Mẩn và Elberfeld. Ngày 31 tháng 12 năm 1894, các thị trưởng Friedrich Wilhelm Werner và Adolf Hermann Zeser ký kết hợp đồng xây dựng và vận hành tuyến đường sắt treo với công ty điện lực Akchenzi trước đây là Sukkot và Co, Nuremberg. Ngày 15 tháng 10 năm 1895, Tổng công ty cổ phần điện lực đã thành lập một công ty con chuyên xây dựng và vận hành tuyến đường sắt treo, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện lục địa. Ngày 31 tháng 10 năm 1896, Chính phủ Hoàng gia ở thành phố Dusseldorf, Đức đã ban hành công ty Continental nhận được sự chấp thuận của nhà nước để tạo ra một tuyến đường sắt treo. Mùa hè năm 1898, việc xây dựng bắt đầu và tiến triển nhanh chóng. Ngày 5 tháng 12 năm 1898, lần lái thử đầu tiên đã diễn ra và lần thứ hai diễn ra tiếp theo vào ngày 4 tháng 3 năm 1899. Ngày 24 tháng 10 năm 1900, hoàng đế của phổ và đức là yêu hém hay đi du lịch cùng gia đình hoàng thân và đoàn tùy tùng từ Düsseldorf tới Vô Wynh Cổ. Năm 1901, tuyến đường sắt treo chính thức mở cửa đón chào công chúng. Đến năm 1925, đường sắt treo đã có tổng cộng gần 20 triệu hành khách được vận chuyển. Đây là hệ thống đường dây đơn lâu đời nhất thế giới, được gọi là đường sắt treo một dây Eugen Langen trong số các đường dây đơn hiện đang được sử dụng. Nó chạy trên sông Wuppertal, một nhánh của sông Rai tổng số 20 ga, khoảng cách kinh doanh là 13,3 km, đường đôi, giờ hoạt động 30 phút và số lượng hành khách vào năm 2017 là khoảng 24 triệu người. Và ở Nhật, hiện nay họ phát triển hệ thống đường dây Sonan Monorail, có nghĩa là hệ thống Monorail treo SAFEGE, -E, tước đường sắt treo một dây an toàn, loại này hình thành vào năm 1970. Sự khác biệt giữa đường sắt treo một dây Yuzen Langen và đường sắt một dây Sonan là gì? đó là đường sắt treo một dây Eugen Langen, còn được gọi là hệ thống dây treo, một dây đôi mặt bích, có một làn đường được hỗ trợ bởi một tay đòn, và các bánh xe được treo bằng các tay đòn, và nằm ở phía đối diện của làn đường, trong khi hình dạng của làn đường của hệ thống dây treo xếp ghê là loại hộp bên trong dầm hộp thép có lỗ mở ở phía dưới. Và lốp cao su được gắn trên nóc xe chạy bên trong đường đua, như trong hình mô tả hai loại trên. Và bây giờ, chúng ta đến với đường dây đơn đô thị Chiba ở Nhật Bản thành phố Chiba quyết định triển khai tuyến đường dây đơn treo này vào năm 1977 nhằm ứng phó với tình trạng giao thông ngày càng tồi tệ và ô nhiễm tiếng ồn do dân số tăng nhanh vào những năm 1960. Không có tai nạn thương tích nào được báo cáo kể từ khi tuyến này bắt đầu hoạt động vào năm 1988. Quãng đường kinh doanh 15,2 km của tuyến đường này là quãng đường dài nhất thế giới trong phân khúc tàu một say treo. Số lượng hành khách đạt trên 400 triệu. Chiba Urban Monorail đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông quan trọng nhằm duy trì độ tin cậy và an toàn cho mọi người trong thành phố. Năm 2012, đoàn tàu mới Urban Flyer đã nhận được giải thưởng thiết kế tốt. Con tàu một dây treo lơ lửng này trông giống như đoàn tàu lộn ngược thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Như vậy là kênh Hồ Sơ TV đã giới thiệu cho bạn về lịch sử hình thành đường sắt một dây treo và sự hoạt động của một số loại đường một dây treo hiện đang lưu hành trên thế giới nếu bạn thấy video này hữu ích và mang lại nhiều thông tin thì hãy chia sẻ bình luận ấn thích và bấm đăng ký kênh hồ sơ tv để nhận thông báo về những video mới nhất